là ca sĩ Diệu Âm. Và kế đến chúng con xin chuyển đến cho đường Zoom 336 Đỗ Thị Chi. Và xin máy Galaxy A5 chuẩn bị câu hỏi của mình ạ. Dạ, được rồi, mời bác đặt câu hỏi ạ. A-di-đà Phật, đại dân con kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh. Con kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, con có một câu hỏi. Tại sao chỉ có hàng thượng thiện căn thiện cơ mới có thể niệm danh hiệu Phật A-di-đà, còn hạ căn hạ cơ như đại dân con thì phải tu thêm tụng kinh tụng chú mới có thể tinh tấn? Đây là một người dẫn chúng có tiếng có danh, giảng pháp rất hay tinh tấn. Chị giảng dạy con trả lời: chị, em là phàm phu, căn cơ yếu kém, nghiệp chướng sâu dày, tham sân si ngã mạn, chữ nghĩa không hiểu. Em cứ theo cư sĩ Diệu Âm và thầy Thích Hạnh Phú giảng dạy đã gần 4 năm nay rồi, em mong chị hoan hỉ. Thì con trả lời, vậy con trả lời chị, dẫn chúng tinh tấn ấy như thế thì con có tội thì báng bà nói xấu chị không ạ? Con xin tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm giảng giải cho con hiểu và có thể giúp được rất nhiều chị bạn đồng tu hiểu ra mà hành cho đúng, để không bị mất cơ hội vô giá này ạ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nhớ nhé, mình tu cho mình chứ không phải tu cho người đồng tu đâu. Pháp niệm Phật có cái câu tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu. Người thượng căn thượng trí niệm A Di Đà Phật vãng sanh thượng phẩm. Người trung căn trung trí niệm A Di Đà Phật vãng sanh trung phẩm. Người hạ căn hạ trí chí thành niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhẫn đến 10 niệm mà không được vãng sanh A Di Đà Phật thề không thành Phật. Người ta có thể vãng sanh về hạ phẩm, hạ phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, về trên cõi Tây Phương. Tứ độ cứu phẩm là một chứ không phải hai, ở chung một chỗ vẫn là tay trong tay với chư vị bất thôi Bồ Tát. Thành ra mới có câu là phàm thánh tề thâu. Tề là bình đẳng, thâu nhọng về Tây Phương Cực Lạc, cũng là một đời thành đạo. Những người nói rằng là ở tại đây mình là hạ căn, cần phải tu thêm các hạnh khác, cần phải tìm cái phước báo khác, cần phải tìm những cái phương tiện khác, đó là tại vì người đó niềm tin quá yếu. Niềm tin quá yếu, không trọn niềm tin vào câu A Di Đà Phật mới vay mượn đủ điều. Không ngờ càng vay mượn chừng nào càng yếu con đường vãng sanh chừng đó. Một đời này tu hành, sau cùng đời sau không biết đi đâu. Chỉ vì một chút niềm tin không đủ mà đành phải chấp nhận lang thang trong sáu đường luân hồi. Đến nỗi Đức Bổn Sư Thích Ca nói rằng tu các hạnh khác với hàng phàm phu mà thời mạt pháp này hàng triệu người thực hiện như vậy, tìm ra một người thành tựu cũng khó khăn vô cùng. Chỉ còn người nào thành tâm chí thiết tin vào pháp niệm Phật, quyết chí niệm Phật cầu tránh Tây Phương thì một đời này thành đạo. Chư tổ cũng nói như vậy mà Phật cũng nói như vậy, chỉ vì niềm tin quá yêu mà mới nói rằng là hàm phu chúng ta cần phải kiêm tu những hạnh khác, vô tình đã để lộ ra là chỉ vì mình thiện căn quá yếu, phước đức quá yếu, thành ra không nỡ nào tin cho trọn vẹn câu A Di Đà Phật 10 niệm tất sanh, đành phải lang thang trong lục đạo luân hồi. Khó khăn lắm đây nhé. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con thành tâm cảm niệm công đức là cái sĩ Diệu Âm ạ. Dạ, cái đến